Xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam cùng bạn bè năm châu của quốc tế. Trước mặt các bác đây là một dòng hoa bát hành năm đến từ thương hiệu là TB hay T.B Pro Audio. TB sao nhá. Dòng hoa cao cấp bát hành năm chuyên dùng cho các bác làm mà hoa karaoke gia đình, hoặc là các bác chơi ở trong karaoke chuyên nghiệp, hoặc là các bác lại cũng thích bê ra ngoài trời để đánh làm monitor, thì đây là cái sự lựa chọn hoàn hảo cho các bác. Một dòng loa công nghệ của Mỹ, sản xuất thì tí nữa là của Mỹ luôn. Tại sao em dám to gan nói là sản xuất thì tí nữa là của Mỹ? Bởi vì như cái dòng này thì em tìm hiểu trên website là đặt trụ sở tại Trung Quốc, và của bác cũng tép đây, các bác nhìn này, cái nào cũng có made in USA. USA. Nhưng mà theo em tìm hiểu thì em cũng lại được biết một cái sự thật cũng phải gọi là siêu bất ngờ luôn. Cái củ tép này là của Phen này, mà Phen là xuất xứ từ West Kingdom, tức là Anh Quốc. Củ bát này là xuất xứ của BNC, tức là B và C, thì lại tự ý, nên là hai cái này là không có USA thật đâu nha. Hãng người ta in vào cho nó đẹp thôi. Và đây các bác xem đây, cái phần tần bên trong thì rất là giống của cái loa TB hôm trước em giới thiệu. Đấy. Đây. Cái này trên mạch phân tần cũng ghi luôn là made in USA, mà em không hiểu làm sao mà lại có một cái USA nó lạ đến thế. Cái loa này nó lạ lắm các bác ạ. Nói vui nó kiểu ý. Đấy. Và loa này thì thiết kế theo form thùng nửa đứng nửa nằm các bác nhá, nửa đứng nửa nằm. Con này thiết kế theo kiểu là nửa đứng nửa nằm. Đây là một đôi nhá. Một đôi là thùng nó kiểu đối xứng. Đấy. Chiếc này nó sẽ đối xứng với chiếc kia. Đấy. Gọi là thùng đối xứng, được chưa? Đấy. Tất cả như là ốc, chân cọc, tất tần tật đều có của TB hết. Họng kèn đây thiết kế theo form của Nexo, được chưa? Thiết kế theo form kèn của Nexo. Đấy. Như này là các bác đang treo trong gia đình này, có ốc trên nóc này. Đấy. Nếu như các bác quay cái họng kèn này quay ngược lại thì nó lại thành waveform to monitor. Đấy. Thì đây em sẽ quay cho các bác xem vào sau nhá. Lưỡi khá là dày, lưỡi của loa TB này khá là dày, tem logo xoay. Đấy, được chưa? Lưỡi khá là dày, em để tạm đây đã. Và đây là cái thùng. Đấy. Model của sản phẩm là TBM10. Đấy, các bác xem kỹ nhá. Ở trên đây là người ta có ghi rõ là design and Egimenen in USA, chứ không phải là Mazda in USA. Đấy. Tức là công nghệ bản quyền với tiêu chuẩn sản xuất là của Mỹ. Đây, www.tbsound.com, được chưa? Serino đây. Đấy. 3484. Nhìn cái số này nó quen quen, giống số điện thoại của bác khách nào hôm trước mà gọi em không được ấy. Đấy. À đây. 3449. Ở đây là chiếc này là 3484. Nó lệch nhau hơi bị nhiều điện đơn vị đây các bác ạ. 3484 nhá. Đây 3449 này. Đấy. Em nhìn 3484 nhìn số điện thoại của bác khách vui tính mà em không giống nghe máy trên người. Bác không xem được thông cảm nhé. Đây. Thùng đây, bên trong là sử dụng cái bông mà cũng phải gọi là siêu thần thánh luôn, đó là cái bông. Bông này gọi là bông lông chuột, hay là bên em thường gọi là bông không thể nào bị làm nhái mà vẫn bị nhái đầy. Cái bông này cũng rất đặc cấp luôn. Rất nhiều các bác hỏi là mua bông này ở đâu. Bên em cũng tìm mua mà không có chỗ nào bán. Thì bên này thì có một chiếc tháo rồi, một chiếc không chưa tháo. Đấy các bác nhá. Đây, củ tép đây. Tép này là sản xuất theo form của Phen Acoustics. Rồi thì bây giờ em sẽ tháo nốt cái củ kèn này ra, xem là cái côn của loa tép là côn như nào các bác nhé. Và loa trong tình trạng là về nguyên zin, cam kết các bác là nguyên zin. Và cặp này em bán với mức giá là 7.200.000 đồng. 7.200.000 đồng. Con này là công suất của nó có 250W thôi. Đây, em lại quay loa ra ngoài này cho các bác xem nhé. Tất cả thông số chi tiết là loa này là có ghi sẵn rồi. Đây các bác cùng xem lại với em nhé. Đấy, họng kèn 50x100 độ này. Đấy. 58Hz đến 20kHz này. Công suất là running power 250W, peak là 500W này. RMS 500W, peak 1000W. Embrace 8 ohm, sensitivity 99 dB trên 1W trên 1m. Trọng lượng 14 kg.
Đấy. Em không hiểu 99 dB đây có phải ghi náo không, chứ còn một đôi này không ăn được một chiếc H Acoustic. Em nói thật đấy. Và đây, giấc níu trích của Noa thì dòng in nè. Đấy. Tên nghe có vẻ rất tàu. Đấy, được chưa? Review khá là chi tiết nhá. Thùng về trong cái tình trạng là còn tương đối đẹp. Đây là chưa phải sơn si, và các bác nhìn cái nghe đấy, được chưa? Đầy bụi bẩn, cái này em chưa vệ sinh. Đấy. Thì tháo ra cái là quay luôn. Để các bác cùng xem phù hợp đến đâu thì chúng ta sẽ tìm hiểu đến đó, được chưa? Đấy. À, cái này thì em khoe một điểm đặc biệt đấy nhá. Thùng này thì là có các chỗ điểm gọi là dán mút ở đây để các bác làm monitor. Đấy, làm monitor thì có điểm dán mút đây này là nó không bị trôi. Không bị trôi như này. Đấy. Chiếc này dán mút thì kéo nó sẽ khá là êm và khá là nỉ. Đấy. Còn chiếc này mà các bác để này dưới chân không có gì đấy thì kéo nó sẽ có đấy, hiện tượng. Đấy. Đây, thùng đây. Bám tí sơn vào. Thùng này sơn zin là sơn màu trắng nhá. Còn các bác nào thích thì em sẽ sơn lại màu đen. Nó bám chút màu đen đây này, em do kê lên cái thùng này nó bám vào. Cái thùng này là dùng sơn nọ. À hay. Còn như mấy cái loa đây thì em bắn bằng sơn ấy. Sơn theo kiểu là sơn dùng bình nén này thì nó sẽ bám hơn. Nó không bị xước mấy. Đây nha. Tất cả nguyên zin. Thì bây giờ em sẽ tháo cái cổ kèn này ra, tháo cổ tép này ra. Quay cho các bác xem cái côn và tháo nút này ra nữa cho các bác yên tâm. Chứ không các bác lại bảo như thế nào đó thì cũng hơi khó nói. Bên em bán hàng nó thật lắm, có sao nói thế. Chứ không lòng vòng. Hàng nó sửa rồi thì nói sửa rồi, còn hàng zin này nói là hàng zin nhá. 7,2 triệu. Đấy, ok. Bây giờ em sẽ tháo ra nhá. Vâng, vào đây thì em đã tháo sẵn ra rồi nhá. Vừa tháo xong. Và em nhận ra một điều đó là nếu như không phải như cái côn loa thừa mà ở đây các bác nhìn này. Khi đậy nắp vào thì các bác nghĩ con này ví dụ hỏng côn, cháy côn, ví dụ thế đi. Thì các bác sẽ mua cái côn bình thường mà nắp vào. Nhưng đây sau khi em mở ra thì em thấy là cũng hơi bị choáng. Do là cái thiết kế của hãng rất là xịn luôn. Cổ tép của Fen. Đấy. Và con này thì em nói luôn nhá, một chiếc này côn bên này nó hơi om nặng. Bên vế này nó hơi chuyển màu, bên này chuyển màu ít hơn. Côn là màng titan, dây nhôm dẹp. Con này nếu mà có bán trên thị trường, em nói thật các bác nhé, riêng cái côn này không có 500-600 nghìn nếu mà côn xịn. Các bác chửi vào mặt em bình thường. Đấy. Đấy là côn xịn nhá, còn côn một kiểu nó côn thay thế thì không làm gì. Một chiếc côn ấy. Làm gì có loa tép nào nó côn khủng nhảy chưa? Đấy. Chiếc này thì còn rất đẹp. Đấy. Dây nhôm dẹp. Được chưa? Đây cổ tép đây, cối nhựa. Cối nhựa, đây cái giữa này là cối này, giống ở trong kia loa nắc ấy, hôm trước em giới thiệu ấy. Cái cối này bằng nhôm, nó nặng. Còn đây cối nhựa. Những dòng này thì nó không cần cối quá xịn, không cần cối nhôm. Nhưng mà nó chỉ gọi là cộng hưởng thôi. Chứ còn nếu mà đanh quá thì này tiếng xì không có mấy. Nên là hãng người ta họ thiết kế phù hợp nhất với khả năng của cái loa. Đấy, dòng này thì được cái tiếng tép rất là mịn nhá. Tiếng tép nên rất là mịn luôn các bác ạ. Dòng karaoke gia đình rất cao cấp. Nên là các bác về mà đấu loa này vào nhá. Cái tiếng tép nhá, từ 18kHz trở nên đến 22kHz nhá, đã văng ngược lên cộng 4 đến cộng 6 dB cơ. Đấy, vào đây bên trong phân tần đây. Đấy, phân tần này các bác nhìn này, cái chữ USA này. Đấy, nhằng có khi mà dè USA lốt ấy. Đây, cổ tép đây. Em sẽ quay cho các bác xem cái mã nha. Đấy, có thế thôi. Đây, nó có mã gì đây. Mở chữ, cái nhìn thấy gì. À, em cũng chia sẻ luôn cái họng kèn này là nhiều các bác hỏi là em ơi, cái họng kèn ở trong cái loa chú tháo ra chú bán cho anh được không? Sao nhiều các bác vui tính thế. Thế bây giờ, họng kèn này tháo ra em kiếm đâu được cái họng kèn xịn để nắp cái này vào. Đây thì em cũng xem luôn côn nhá. Con này là bát, là côn dây tròn này. Con này côn zin này. Đấy. Bát thì như nguyên zin này. Có dùng mấy đâu mà. Đây, con này cũng dây tròn nữa. Em nhìn qua cái lỗ thoát hơi thì em thấy. Còn các bác nhìn qua điện thoại nhìn hơi khó nhìn tí. Được chưa? Đấy. Nói chung là đôi này phù hợp với tầm tiền nhá. Với mức đầu tư 7,2 triệu, 7,2 triệu thì các bác chơi cặp này khá là hợp lý. Bên em chỉ nói là khá hợp lý thôi. Đây.
Ân Tần chả vẫn còn chắc chắn lắm. Không phải Hàn Hạo đâu. Quận Bát này là tụ vẫn chắc chắn lắm. Này, tụ tép thì nó có đúng một con tụ bé bé con thôi, tụ 1 mi. Đấy, tụ 1 mi. Tụ sau là 12 mi này, à 10 mi. Tụ sau tép là 10 mi. Đấy, nên là cái tiếng này, tiếng con hoa này, tiếng tép nó rất là mịn. Nó không thuộc dạng là siêu nở như cái con PS10 này. Đấy. Dòng này thì chuyên gia đình. Nếu như các bác mà chơi ví dụ chơi cặp PS10 này trong gia đình thì hơi phải khống chế tí. Chứ không nó quá cho thì không nghe được. Còn dòng này thì các bác chơi là vừa tầm. Đấy, ok không ạ? Ok, xin kính chào toàn thể các bác nhé. Hẹn các bác trong clip review những siêu phẩm, những dòng loa rất cao cấp của gia đình trong clip tiếp theo. Các bác có thể dùng loa này là monitor sân khấu hoặc là nắp trong quán bar, phòng trà. Đấy, thì dòng này tiếng khá là hay. Mặc dù là cổ loa với thương hiệu này là ghi hơi náo tí, sản xuất tại Trung Quốc mà cứ ghi USA vào đây. Cái nào mà vào cửa hàng nào không lương tâm, em đảm bảo các bác, bãi Mỹ xịn nói nhanh. Cứ cửa hàng nào bán hàng mà nói kiểu hơi quá đà cái là bãi Mỹ xịn. Có khối, không có đâu. Cái em bán hàng nó chuẩn lắm. Đấy, nó ghi USA nhưng vẫn khẳng định loa này nó là Trung Quốc, không nói nhiều. Ok. Đấy, các bác nào quan tâm thì hẹn trực tiếp nhá. Xin kính chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong clip lần sau.